Action. Con như mình ba ngồi trước vậy đó hả? Ngồi đi. Action. Good morning. Action. Good morning các bạn. Hôm nay là Happy Sunday rồi. Ôi trời ơi, ngày chót của Diễm nghỉ. Ngày mai là Diễm sẽ đi cài trở lại. Rồi, bữa nay mẹ nấu cho ăn bún măng gà. Tại nhà mình không ăn vịt. Thành ra ăn bún ăn gà. Và có cần lấy gì bỏ xương mà. Rồi rồi. Lấy chứ. Để mẹ lấy. Cái này em uống gì đây? Ba lấy qua đây, ba đây của mẹ. Đi em để ăn gà. Ba đừng nói Diễm bông rượu nữa nha. Đó, cái ly gạt đi nè. Bông rượu mất rồi. Rồi rồi để đây là Diễm khoa còn. Đây đừng xưa. Thank you. Ba biết gì xưa. Không? Con chụp chưa? Chụp chưa? Chưa. Bây giờ ta chụp cho con đi. Anh chụp cho con với em đó. Ở Phan đi, Phan đi rồi anh. Đấy, 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 chụp đi. Chụp đi, chụp đi rồi Phan. Chụp ngay đi. Đó, ta cà, ngon rồi nha. Cũng ly. Cũng ly. Cũng ly rồi, để cho hai cái cho đẹp đi, để con từ cái khổ. Rồi. Thấy kiểu. Rồi, không thấy đồ ăn. Nè. Có không? Okay, rồi, ok. Rồi. Vô. Ăn được chưa? Ăn đi, rồi mâm, mâm. Hãy đợi ba pha. Mâm. Mâm hả? Mâm. I was petrified, thinking how I'm gonna live without you by my side. There were so many nights. Các bạn có thấy cái ly cái chữ V không? Mày bỏ bỏ xong mua cho con nhỉ? Có mở con liền lớn chưa? Có. Lại trà sữa các bạn. Thử ăn vừa ăn không? Thiếu tiêu. Coi nhớ tiêu. Vô đây đây. Lại trà sữa. V. V for Vivian. Xin mời các bạn thử dùng bún ăn gà cùng với gia đình mình nhé. Oh, one more bin ha. Mẹ cho con xin với mẹ. One more bin cái máy kia. Có 8 cục lưng mà quá trời. Hôm qua con đi mà mẹ quên nhắc con. Cái hôm trước mua không có mùa dư mà. Mua dư mà hình như không đủ 8 cục. Một con gà, hai con gà mà có ê linh đình quá vậy ba. Đợi mẹ lại mình cũng ly. Rồi, mình đã nghỉ 10 ngày. Đã xong cuộc chơi. Ngày mai bắt đầu là làm xối chá. Rồi. Ai là ba mẹ đừng dạ. Đợi con nha. Dạ. Yo. Yo. Ba thấy cái ba thấy anh chữ V nè ba. Yeah. Con hết biết. Con hết biết. Xin mời cứ ăn gì cứ gấp. Có biết hay không biết là gấp cũng được. Rồi tim bổ tim. Này bỏ vô đây nè. Diễm gấp gấp này là bỏ vô vậy nè. Ôi trời, chút ngọt quá, ngon quá. Nhìn là thấy dịu ngon. Quá, dịu quá. Bún măng gà. Ba thử coi có ngon bằng em không có chọn được. Cơm gà Houston không ba? Anh chỉ để ăn mắm thôi nha. Thử sức rồi đó. Là vượt qua rồi đó.
Dược rồi đó. Dược rồi đó hả? Ừ. Xin lỗi các bạn nha, mình bóc nha. Ừ. Mình bóc cái này là bắt buộc phải bóc thôi con ơi. Mình rửa tay sạch sẽ rồi. Ngon quá, ngon quá. Nguyên cái cổ mình thích nhất là cái cổ. Đâu cần nuôi diễm thật thà gì trong cổ rồi thôi. Cái này khen thật lòng nha, ngon hơn sư tân đó. Ừ, nước mắm cũng ngon quá. Không giận. Không giận quá hả? Xin mời cả nhà ăn bún ăn gà với gia đình mình nha. Giờ mình ăn chân gà. Mình ăn thức ăn cái gì xương xương à. Có xương à. Mẹ cũng thích trường, con cũng thích trường. Thôi kệ ba cũng hy sinh, ba ăn thịt, ba nhường là hết, ăn thịt thôi. Bé đi, ba ăn thịt thôi. Ba lỡ nghe ăn xương. Mình ăn thịt thôi. Ba người mà hết xương, hết xương đâu đủ. Để miếng ớt vô cho nó cay đắng một bùi chút coi. Được không? Nước đèo quá lạc không? Hả? Vừa ăn không? Ở lạc ngon. Ôi ôi, nướng này ngon quá. Mình đi đâu ăn mình không có uống nước lèo. Chỉ uống nước lèo ở nhà mẹ. Mình đi ra ngoài tiệm mình ăn cá rồi mà. Là ai vậy? Con gà nó mỡ. Mai là thẻo bớt mỡ rồi đó. Oh my god, miếng ớt. Ớt này gắn phái nó cũng đều bây. Ớt á, nó có đều. Không biết thì quá, có trái thì quá cay, mà có trái ăn giống như leo. Anh nhìn nhận ớt mẻ nó cay hơn ớt Việt Nam nhiều lắm, nó kiểu bì anh ơi, anh bì chẳng cái gì vậy? Gặp cái gì gì vậy? Gặp gì mà nó dướng nè. Thịt đi bán. Sao rồi? Thank you.
con mở nước ít quá phải không? Không, bà có xua đời, chắc nó nặng. À, nó quay không nổi hả? Không phải. Dướng cây 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 chỉnh lại chứ. Còn nó chết. Hiện tại đây là cô tô quân ta nóng rồi. Còn có bệnh đêm lại đây thấy hết nóng rồi. Không nóng đó nó sôi ủng ục rồi đó. Con nó nóng chứ. Mẹ muốn nóng nữa hả? Ba thêm nước mắm không? Cô ba rút hết trên nước mắm vậy? Còn nóng rồi. Đây, còn đừng nhờ nóng nước mắm. Vậy nó đã. Ba khen vợ ba chưa ba? Ừ. Khen chưa? Khen vợ chưa? Giỏi khen quá. Vợ giỏi. Mình phải khen mình mới có ăn nữa ba. Khen thiệt mà. Phim gì Diệp? Đang gọi phim gì ạ? Thầy đâu biết không? Tự nhiên ảnh nổi lên con cũng biết. Hôm qua con uống viên thay lên nồ ba. Không. Con nhảy mũi quá đó. Con hết thuốc allergy, con chơi thay nồ PM. Trời ơi, con ngủ nào con không biết luôn. Chứ con nói hôm qua con định thức khuya. Tại ngày chót con có quyền thức khuya đó. Ngon ngờ đâu, quốc cảnh vô có ngủ ngờ. Thì hiện tại đang nấu chanh đó là ba chưa nhưng uống ban ngày, uống vô nó giật, giật rồi khó chịu quá. Ba không có em đó hả? Thà ba uống bữa uống trắng rồi. Con muốn, con đi làm con cũng muốn đó. Kỳ hồi lúc mà ba bà còn đi làm mà đứng tết rồi ba uống cái nước mẹ qua đó. À. Ba nhức đầu ba lấy nó ba uống vô cái bay vô rồi tính tiền nó cỡ gờ tính tao nào không biết luôn. Cỡ luôn tới giờ không dám uống. Con uống nó thơm nó hợp với con thôi. Trời trời, trời trời thành ra con. Con cho con mình yếu ngực người mình lầy. Dạ, mình nhảy mũi. Hôm qua các bạn biết không? Chở trời nhảy mũi 15 lần. Hôm qua thì nhất mình sáng mà uống hết 2 viên lượt. Nhưng mà ta nói trời lắm, mẹ đồng. Thấy không? Mẹ eo quá đó. Mẹ đã có vũ mình nữa nha. Con ba nhớ cái bữa mà con nói ba không khỏe. Con nhức mình, nó nhức từng cm. Nó nhức mà, nó nhức rồi giống như ai đánh đập mình. Ba lúc đó con uống. Hôm qua con hơi nóng lạnh chứ. Con cũng uống giúp mình vậy là cũng uống thay lên nồi vô hả? Chị ba bệnh, tối con thay lên nồi. Thay giúp mình hay lắm. Không, nhưng mà mình uống không đủ nha. Con giúp mình là con khoái sức cái xanh á hả? Icy blue á.
cái mà mấy mình rub á, cái mà nó giống như dầu cù là của mình đó, còn khoái phước cho nó ấm cho nó hết hết. Cái dầu nóng của Mỹ rất hay lắm đó con ạ. Dạ. Mẹ giờ mẹ nằm gối rồi không mẹ? Con nằm cái gối mà phải xẹp nhất á, con mới thích. Còn con nằm mà hai cái gối là khi nào con thở được con mới nằm hai gối. Còn không con nằm cái gối xẹp á, chứ con không thích nằm gối cao. Cao tới nằm gối cao. Thay đổi rồi. Hồi sáng thức dậy mà còn mơ màng. Ủa, bữa nay thứ mấy ta? Đi làm chưa? Quên hả? Quên bán. Dạ. Nghỉ nhiều ngày quá. Nghỉ cho 9-10 ngày. Tuy là không có trọn vẹn á, mà vẫn thoải mái đỡ. Trọn vẹn chắc còn đã dữ, nhưng mà không sao, tại vì tuần sau mình làm cái mình lại nghỉ được 7 chủ nhật thứ hai. Ở gì Christmas. Christmas xong rồi cái mình làm cái mình lại nghỉ được 7 chủ nhật thứ hai. Trời này mà ăn cái này là đúng rồi ha. Nóng nóng nè. Ăn được không mẹ? Đến tên này. Đến tên là được hả? Mẹ không có khen mèo dài đuôi nha. Không. Mình nấu là mình gan nè. Mặn non ghê. Đào. Bây giờ là bắt đầu lạnh luôn rồi cả nhà. Ở Hiệu Tân mình lạnh luôn. Trong nhà phải để hết rồi. Ủa giờ con hỏi cái đó chưa? Chưa mà, để ngực nó nghỉ. Gọi ngày thường. Không phải nó tặng. Hả? Nếu nó tặng nó lịch sự đó. Nhưng mà phải hỏi nó dở rồi. Nhưng mà nếu nó tặng mình cũng phải tốn tiền công gắn. Nó tặng nó chạy rễ đó. Cái của mình còn ngăn xài được mà, tại sao phải gỡ? Mình gỡ nó cũng được. Thì cái mình cũng thay mấy trăm mỗi cái kìa. À, lúc đó nó không tặng mình. Đừng bố. Đừng bố. Cảm ơn thật chứ. Thôi chơi đàn à. Ba dùng cái bạch.
vô rượu và vô sữa. Việt Nam mình uống rượu rồi tới mình vô vô rồi nghe nó rộn ràng, còn Mỹ nó không có biết tái trước vô à, không biết chơi cái trò đó. Cheers. Cheers rồi chứ nó mới vô. Nó không có rộn ràng bằng cái chuyện cái vô. Tại nó ngôn ngữ mà ra rồi. Cái ào vô, một bốn năm người vô vô, còn đó người đã uống từ từ uống. Uống theo phong cách của ảnh. Chưởng giả. Còn mình là nhộn nhịp, quá nhộn nhịp, ba biết không? Bởi nổi hai cái phong tục như vậy mà ba kêu ba đẩy thuyền cho con cũng hiểu nổi. Nhưng mà mấy Mỹ nó có vợ Việt Nam đó, bà thấy vô nhậu rồi nó cũng vô rồi, cũng bắt trước người ta cũng vô rồi. Tự nhiên ba muốn có rễ mắt xăm mũi lỏ. Phải có cháu về ẩm chơi. Ba nghe đối tác luôn, con có tầm Mỹ với con. Chứ ba muốn đẩy thuyền. Ba đẩy thuyền nó chìm luôn ba. Phong tục khác nhau. Ừ. Mấy đứa con lai nó đẹp lắm con ơi. Nó gì con như búp bê hả? Búp bê vậy đó. Ghét. Nói cái mặt nó chịu không nổi. Cũng tùy. Đâu phải đứa. Nhưng mà cái số xấu thì nó ít hơn cái số đẹp. Người đứa ra mà mình nghĩ là mà ra mày nó xấu vậy. Có tiêu chuẩn của người quả quốc còn đầy đủ cái tiêu chuẩn đẹp rồi. Tóc đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, da đẹp. Mẹ sáng hồi tối con rửa mặt á, mẹ con sức á, trời đã nè. Rồi sáng con cũng rửa mặt, con sức đã. Không muốn mẹ xảy đi. Mắt con cũng thuộc lại xinh đẹp á. Dạ. Mà con thức không có nghe mát kìa. Khóa từ lúc cái mặt không bị mụn con mới cắt theo nữa. Để con đem nước chứ không nó nắm nó nổi cục một ngay đây nè cả nhà, bự dần dần vậy đó. Nó gọi là blind acne, người Việt mình kêu là mụn bọc á, mà nó làm độc nó bự lên nè, nó làm độc các bạn, nó bự rồi nó thâm rồi nó mủ ở chỗ không, mình phải uống ambi á. Actually, mình phải uống amoxicillin antibiotic rồi cái mình mới xài cái green tea extract, cái serum á để mình sức. Để cho khi nào nó mùi nó tự bể ra chứ đâu dám đụng tới nó. Nó bự mà nó sưng luôn cái mặt mình á. Nó làm độc á. Bởi mình sợ quá, bây giờ nó sẹp bớt rồi. Bây giờ mình bắt đầu mua sữa rửa mặt. Chứ lúc trước mình làm biến take care cái skin care mình á. Nhưng mà bây giờ mình bắt đầu rồi. Với là mình là vua không uống nước. Một nhà khoa học mà biết luật phạm luật. Biết nước quan trọng mà không thích uống nước. À, nói cái nước, bữa nay ba nhắc con mua thêm nước nha ba. Còn có một kết à.
Hồi tối con đem lên mấy chai trên lầu. Hay thật, hay thật. Lúc nào con uống nước nhiều à? Con đẩy độc tố người luôn ra. Chứ không phải uống nước ngọt với sữa nè. Không thì cái đó là vẫn uống, nhưng mà nước thì cũng phải uống thêm. Con không uống nước lọc, tôi nói bạn bè con trong chỗ làm tao biết luôn. Nó vì không thấy nó uống nước à. Con đi chợ nếu mà bữa nay không đi được con đưa tiền cho ba mẹ. Được cái ba mẹ thì con được. Hả? Còn nếu có thì giờ thì để đi. Hả? Để nhà ba mẹ đi. Ừ. Thì từ từ ta mới tính mua gì gặp gắt con không mua. Ba bữa nguyên cái bịch hộp. Mức là mức gì đó. Củ nàng. Củ nàng. Chồng cũng bút hết rồi. Mà ăn lần làm hết con nửa, lần cái gì hết con nửa nữa. Cái hôm qua con quên, con tưởng con còn như lụt. Nó ủa buồn quá vậy hết rồi. Hôm qua con ăn một cái chuối với bánh ngọt. Rồi một uống một ly, em phải uống nguyên một chai nước ngọt. Xong ngủ dậy đi kiếm đồ ngọt. Hay quá muốn hả? Ăn cái bánh sinh nhật nữa. Còn đồ ngọt còn ngọt quá. Cái chuối còn cái bà thấy nó chín quá, nó ngọt quá rồi. Ô ba, nó chín là nó ngọt lắm bà. Còn ngọt quá trời. Bởi vì... Vậy sao anh ăn chi? Nó lọt lỡ ăn rồi. Bỏ. Mẹ không hiểu có ưa. Đó bị đường cao, ăn cái miếng cái ngọt. Cái món này có nhiêu mày, cái món này có nhiêu, ba mẹ cái phần bì sạch hết, có lột được hết, nó không phải cái đồ có cái đít, nghe chị, cạn dần, nó xúc mày biết không? Chứ cái đó đẹp lắm nè, mắt nha, đẹp. Alexa, Alexa, what's the weather right now? The current weather is 52 degrees Fahrenheit with mostly sunny skies. Today's forecast has lots of clouds, with a high of 56 degrees and a low of 45 degrees. Alexa. What's the weather at 3 p.m.? At 3 p.m., it'll be 55 degrees Fahrenheit with intermittent clouds. Yeah. Hôm qua đi rửa xe rồi khoái, sạch sẽ. Còn nhớ đi đổ xăng. Mình mà không rửa xe là mình chịu không nổi. Hôm nay chẳng cho mình được 2 tiếng rồi nè. Thì trước con nó làm mấy tiếng nhỉ? 2 tiếng nè. 2 tiếng thôi. Ủa ơi. Ủa con râu không chứ hơn. Con 3 tiếng. Này chấm nào. Nó đừng có hối, nó để nó làm cơ thể. Thà là mình ngồi mình đợi. Ăn ngon quá đi rồi. Bá này cứ nhìn ba thấy trẻ quá ba. Cái này con thấy ba trẻ quá ba. Mà bài đặt không biết mình nhức mẩy như vậy. Ủa lâu lâu chung mà. Để mình tưởng mình còn U70. U70. Phải nhắc cho nhớ U80 rồi. Sao vậy?
Ông trời ông sợ ba ngủ quên trong hạnh phúc. Bởi vậy ông phải nhắc nhở. Thế bạn. Ủa? Nhớ nha bạn. Nhớ nha bạn. Đừng giỡn nha bạn. Qua em nói nhắn mẹ kìa. Địa chỉ con. Nhỏ làm hoàng. Cái gì nó làm việc cũng nó dễ thương. Nó làm việc rất là đàng hoàng. Nó về dâu là đó. Dâu là đó thì dễ thương. Từ một cái chân ngoài mà con nó đỡ. Đỡ tùy. Giống như thế. Quá con không chịu làm tuy đi rồi vậy. Đâu cần. Cả nhà có dòm thấy là gia đình mình ăn ít lắm không? Ăn vậy là nó no. Không ăn như người ta. Cho tụi nhỏ. Con cũng mấy đôi. Có những kiểu khác mà. Dễ thương rồi. Xong hết rồi. Lại rồi, còn người đến sau rồi. Tiếp vô ăn thì con gái. Vì em vẫn mãi là người đến sau. Đây lên đó 1 tiếng một con. Hả? 40 phút đó. Còn sớm hả? Cả 1 giờ. Thêm giờ 1 giờ 1 mấy thêm giờ. Nó gần nữa thôi, 2:90.
thấy ăn được rồi con. Vô, vô đây thì chấm chức nè. Kính kính chúc cả nhà và các người thân của các bạn đều có một ngày Chủ nhật hạnh phúc và ấm áp cùng bên gia đình nhé. Xin hẹn gặp lại những video kế tiếp. Và nếu các bạn thích theo dõi cái channel của mẹ mình thì nhớ like và subscribe nhé. Thank you, bye. Okay, bye bye.